Mình lấy tay á, mình đè đè để cho những cái miếng củ cải và cà rốt nó nằm ở dưới nước nha. Bên này cũng vậy nè các bạn. Cái lượng nước á, mình cho như vậy là nó xâm xấp mà rất là đẹp luôn. Như vậy là cái trọng lượng của củ cải và cà rốt khi mình gọt vỏ rồi là 1,2 kg ha. Rồi mình sẽ cho với lại 600 ml giấm và 600 ml nước. Rồi với 6 muỗng canh đường và gần gần 1 muỗng canh muối. Như vậy là nó rất là vừa luôn á. Mình làm như vậy thì sau một ngày là mình có thể sử dụng được. Và khi mà mình sau một ngày thì mình sẽ bảo quản ở trong cái ngăn mát của tủ lạnh nha. Nguyên liệu để mình làm món củ cải cà rốt ngâm chua ngọt thì mình có củ cải và cà rốt này các bạn. Thì bữa nay mình sẽ ngâm hai cách. Một cách là mình bào mỏng ra rồi mình xắt sợi mình ngâm, thì mình lấy hai củ này mình làm cách đó. Và một cách nữa là mình cắt ra thành từng miếng miếng rồi mình ngâm. Thì ở đây bốn củ là hai củ cải và hai củ cà rốt, mình đã làm những cái đường này nó sẵn ra để khi mà mình cắt ra nó có cái hình dáng là cái bông hoa các bạn. Rồi nguyên liệu mà không thể thiếu nữa là giấm nè các bạn. Một chai giấm như vậy là 400 ml thì mà mình sử dụng khoảng 500 ml, thì ở bên này thêm 100 nữa nha. Rồi ở đây mình có đường nữa nè và muối nữa. Và ở đây mình cũng có chuẩn bị sẵn hai cái đồ để mình ngâm á. Bên đây là một cái thẩu bằng thủy tinh và bên đây là cái thố cũng bằng thủy tinh nha. Mình lấy cái củ cải mà mình đã tỉa sẵn thành cái bông hoa rồi các bạn. Rồi mình lấy cái đồ chấn mà nó có những cái gợn gợn này nè. Mình chấn xuống ha. Mình chấn thành những cái miếng nó vừa vừa ăn nha. Cái độ dày nó như vậy nè các bạn. Củ cải và cà rốt, cái phần mà cắt miếng mình đã cắt hết ra rồi nè các bạn. Rồi bây giờ còn hai củ này thì mình làm theo cái cách là mình xắt sợi nha. Đầu tiên mình sử dụng cái dao hai lưỡi này các bạn. Mình bào thành những cái đường dài nha. Sau khi mình bào thành những miếng mỏng rồi á thì mình xếp xếp khoảng 5-6 miếng, mình đặt lên trên thớt á. Và mình sắt cái chiều này thì nó hơi rộng một tí vì cái chiều kia nó mỏng rồi các bạn. Khi mà mình sắt nó ra vậy thì nó ra những cái sợi như vậy này là được rồi nha. Cà rốt và củ cải mình đã sắt xong thành sợi rồi này các bạn. Thì ở đây mình có cái thố bằng thủy tinh ha. Rồi mình cho nó vô cái thố. Mình cũng cho củ cải và cà rốt mình cắt hình hoa cho vô cái keo bằng thủy tinh luôn. Cái phần của cái chai giấm bên kia mình đổ ra ca mình đong thì được 200 ml cộng với 400. Như vậy là 600 ml giấm. Thì ở đây mình có chuẩn bị là 600 ml nước lọc nha. Rồi bây giờ mình cho giấm mình đổ chung vô với nước lọc với tỷ lệ là 1:1 đó các bạn. Rồi mình đong vô đây là 6 muỗng đường nha. Một muỗng khoảng 20 gram á. 4 5 6. Rồi mình sử dụng cái muỗng này luôn để mình đong muối nha. Đong gần gần một muỗng muối nha. Không tới một muỗng đâu, gần một muỗng thôi. Rồi, mình quậy lên. Rồi mình khuấy như vậy là tan hết đường và muối rồi đó. Thì bây giờ mình chế vô nha. Mình chế vô ngâm cái cắt sợi này trước đi. Rồi cỡ đó là được rồi các bạn.
Tí nữa mình lấy tay mình dằn dằn nó xuống ha. Còn bao nhiêu mình chế nó vô cái hũ này nhá. Wow. Cái lượng nước nó sấp sấp luôn đó các bạn. Quá đẹp luôn. Mình lấy tay á, mình để cho những cái miếng củ cải và cà rốt nó nằm ở dưới nước nha. Bên này cũng vậy nè các bạn. Cái lượng nước á, mình cho như vậy là nó xâm xấp mà rất là đẹp luôn. Như vậy là cái trọng lượng của củ cải và cà rốt khi mình gọt vỏ rồi là 1,2 kg ha. Rồi mình sẽ cho với lại 600 ml giấm và 600 ml nước. Rồi với 6 muỗng canh đường và gần gần 1 muỗng canh muối. Như vậy là nó rất là vừa luôn á. Mình làm như vậy thì sau một ngày là mình có thể sử dụng được. Và khi mà mình sau một ngày thì mình sẽ bảo quản ở trong cái ngăn mát của tủ lạnh nha. Rất là đẹp luôn. Và ăn ngon nữa. Mến chào các bạn nha.